Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming nha mọi người. Và Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha mọi người. Ở video này thì Khải sẽ soi đồ cao thủ London cho anh em xem nha. Cũng một trong những cao thủ nô 1 thiếu lâm, nhưng anh em có bảo Khải soi mấy lần. Nhưng mà giờ thì Khải mới soi được anh em ơi. Giờ Khải mới soi cho anh em xem được nha. Đây, chung là ở video hôm trước là Thiên Trang thì cây vũ khí của Thiên Trang là mắt tốc độ 30, sát thương 50 dòng 1 và sát thương lý 100% nha anh em ơi, kháng độc 25. Mà hôm đó Khải hôm qua Khải soi nhưng mà Khải quên soi cây vũ khí. Anh em thông cảm nha. Hôm qua cây vũ khí đó là thời hạn 3 ngày nha mọi người. Cây vũ khí đó là mua chỉ khoảng 5-7 kim rồi đó, rồi cứ gia hạn mà đánh thôi. Nếu mà không gia hạn được hết hạn. Đây, giờ chúng ta còn trở lại với video ngày hôm nay thì Khải sẽ sơ đồ cao thủ London cho anh em xem. Rất nhiều anh em bảo sơ đồ cao thủ của London đi. Đây. Tạo giờ là hôm nay top 4 nha mọi người. Đó. Và hiện tại đang sở hữu cho mình cây đầu tiên. Đây cũng là một cây đao mắt pin luôn mà thời hạn sử dụng nha anh em. Đó, không khác gì cây hôm qua của Thiên Trang luôn nha mọi người. Cũng tốc 30, sát thương 50 và kháng độc 25 và sát thương lý 100%. Cái vũ khí này thì đi công thành chiến mở ra nha anh em. Mở ra random nha mọi người. Vừa mở ra vũ khí mắt ộp random nha. Nếu mà cây này mà không có tóc coi như là xịt. Đó, vậy đó. Rồi, đang đi tiếp tục cho mình đó là một bộ set đồng bang 20 này, mắt này. 29 này. 30 này. Rồi ngập bội 5 30. Đó. Ở video trước Khải còn soi đồ cho anh em xem rồi. Set đồ của cao thủ này lên đến hơn 7-80 triệu Việt Nam đồng luôn nè. Tại vì cái set đồng bang này hồi đầu server á thì đỡ mà sở hữu một set đồng bang 20 và sở hữu những món gọi là ăn bang thường như thế này, một set đồng bang thường á thì nó ở nằm vị giá khoảng hơn 20 triệu. Nhưng mà tầm này nó còn khoảng tầm hơn 10 triệu nè. Bang mình vừa mua một set 20, 30, 30, 30 1 triệu là 10 triệu hơn nè. Và ở cái set đồ này nó đặc biệt hơn một cái nữa là cái ngập bội này là ngập bội ngập bội này ảnh mua ở cái top đấu giá top cá nhân vừa rồi nè, được một gia truyền ăn bang hoặc là một ngập bội ăn bang, nên là ảnh mua luôn cái top đó, ảnh đấu được ảnh lấy được ngập bội nha nè, ngập bội mắt pin của cực phẩm. Cái bội này trên dưới hơn 15 triệu đó nè, ngập bội này trên dưới hơn 15 triệu nè. Tại vì cái ngập bội này hiện tại bây giờ nó chỉ là ngập bội no 1 server, chưa có cái nào hoàn mỹ mắt pin như thế này nha nè. Đó, hôm trước thì là ông kia đấu được cái top cá nhân á, là được tùy chọn một trong bốn món ăn bang hoàng mỹ. Thì ăn bang hoàng mỹ thì anh em cũng biết rồi, mắt ộp mà. Thì gia truyền thì bên này có 20 rồi, nên là anh London anh đấu cái hộp đó, anh mở ra ngập bọ nha nè. Và nói chung là tính nhẹ qua xét ăn bang này hơn 30 triệu nè, hơn 25 gần 30 triệu nè. Đó, ngập bọ cho 15 nè. Còn lại mấy món này thì bèo nó là hơn 25 triệu là có chắc nè. Đây, kèm với con ngựa anh em ơi, con ngựa này hôm nay Khải cho anh em xem, con ngựa này anh em cũng biết rồi. Đầu server con ngựa này lên đến 30 triệu đồng, có thể hơn 30 triệu đồng đó nè. Mà hiện tại bây giờ giá thì như anh Mãn vừa mua thì hơn 20 triệu nè mọi. Theo giá hiện tại thì con ngựa này hơn 20 triệu nha mọi người. Còn anh Mãn mua bao nhiêu thì mình có hỏi thì anh nói chỉ anh mua hơn 20 triệu thôi, chứ anh không có nói. Đó. Thì nếu mà tính luôn giá đầu server thì con ngựa này cho 25 triệu tầm trung đi. 25 như cái này 35 đó, anh em thấy không? Mọi set đồng bang với con ngựa thôi thì đã hơn 60 triệu rồi. Cái vũ khí này thì thời hạn nha anh em, thì vài kim. Đó, anh cứ gia hạn anh chơi, anh gia hạn anh chơi thôi. Đó, tầm 5-6 kim anh gia hạn anh chơi thôi nè. Rồi, đi kèm với một cái nón mắt pin rồi anh em ơi. Nón này theo Khải nhớ hồi trước là ông Đường KK, ông mua với cái giá là 5 triệu nè. Không biết là bán lại London bao nhiêu thì Khải không biết được nha. Còn Đường KK là ông bán lại tất cả set đồ này là của Đường KK bán lại luôn nè. Con ngựa cả ngọc bội này nọ luôn á, Đường KK đưa tối bán lại luôn nè. Rồi, nón này 5 triệu nè. Bà tây này thì cũng khá là đẹp. 1940. Và tay này chắc cũng tầm vài trăm nghìn, 5-700 nghìn gì đó. Rồi áo làm chạm 40, phục hồi 40, nội lực. Áo này thì cũng tầm 5-7 kim, khoảng 3-400 nghìn. Đai lưng rồi nè em. Đầu đai lưng này thì em mắc pin luôn nè em ơi. Đai lưng này ở server gọi là tầm no 1 luôn nè em. Nón cũng no 1 luôn nè em. Chưa có cái nào hơn nha. 2-3-40. Đó, đai lưng 21-40. Đai lưng này bèo lắm cũng 5 triệu hơn á nè. Bảo đảm anh em ở server này luôn. Bảo đảm cho anh em ở server này là cái đai lưng này bèo lắm phải hơn 5 triệu nha mọi người. Đó. Nếu mà anh mua bao nhiêu thì Khải không rõ, nhưng mà bèo lắm là 5 triệu. Còn nếu mà anh thiệt chắc anh chơi cái này 7 triệu mua cũng được. Đó. Tại vì giá server tầm này thì những cái món như thế này tìm không có đâu nè. Chỉ những anh em nào tâm huyết chơi đến bây giờ còn sở hữu nó thì nói thiệt anh em gọi là vô giá rồi nè. Đồ đạc của người ta chơi kiểu này gọi là vô giá này. Rồi. Một cái đôi giày khá là đẹp luôn. Đôi giày này 40-40-19. Đó, quá chắc luôn em ơi. Đôi giày này nhớ không lầm là hồi trước là ông Đường KK mua lại với giá 2 triệu nhưng mà có người không bán. Nhưng mà không biết tầm này anh London mua bao nhiêu. Đó, Khải chỉ nói cho anh em những cái giá trước. Tại vì cách đây hơn 1 tháng thì một số anh em có nổi giá mua cái đôi giày này hơn 2 triệu nhưng mà không bán nè. Thì không biết bao nhiêu. Thì tính nhẹ nhẹ thôi. 5-5-10. Tính là sẽ đồ này anh em thôi.
tổng cộng là hơn 70 mấy triệu đó nè. Như khả năng khả nói nè, nó xét đồ không nha mọi người, nó xét đồ không là hơn 70 mấy triệu đó nè. Xét đồng bang này bèo bèo cho 25 này, con người này cho 25 đi, 50 này đó. Rồi cái này 5 đi, cái này 5 đi, 60 này, thấy chưa, cái này 2-3 triệu nữa, nói chung là gần hơn 70 triệu là có chắc luôn nè. Rồi, ạch này thì đang top 3 server nha mọi người. Hôm nay thì ảnh bơ kè được 57 mạng và 76 được bờ sơ, top 4, khả năng được top 5. Hôm nay nó đánh khổ quá, đánh như chó là. Đây anh em, đây là top 3 server nha mọi người. Đó, London này, top 3 server này. Và cũng là Thiếu Lâm top 1 server. Đó. Rồi, anh em xem video của cầu thủ này thì đừng quên đỡ lại cho London. Anh London này một like chia sẻ cũng như ở video khác một like chia sẻ nè mọi người. Rồi, anh em xem này, thấy không? Quá ngon. Thế set mua của anh em bang. Ok, à giờ set này set ăn bang. Mua anh em bang. Giờ set của thằng kia nó bán thành người khác rồi. Tại vì ông Hoàng Quân, ông Đường KK anh em cũng biết rồi, hồi trước là một trong những cầu thủ thiên quân bang anh em. Ông bán nạt là cho ai rồi không biết, bây giờ chắc là Vimber rồi đây, Vimber đã mua lại này. Hồi đó là cấp biệt bên dưới rất là nhiều thiên quân bang anh em. Còn tính ra là như anh vừa nói là cái nón này với con ngựa là mua, nón này của người là mua của Đường KK. Anh em có thể xem lại video của cao thủ Thiên Vương Bang Đường KK trên kênh Khải nha anh em. Đó, cái nón này của Đường KK này, con ngựa này này, đó. Mua hai món này không biết bao nhiêu nhưng mà so với hiện tại thì nó thiệt là theo khả nghĩ thì giá nó cũng khá là ok anh em, hơn 20-30 triệu anh em, không biết đâu nè. Hai món này theo khả nghĩ chắc anh mua chịu chơi, chắc anh mua hai món này chắc 30 triệu á. Hai món này 30 triệu là hợp giá luôn nè. Thiệt luôn anh em, xét đồ hai món này nhìn vào ớn, còn chắc đai lưng này trong bang sang ra. Như tìm hiểu thì đai lưng này trong bang sang ra không biết mua bao nhiêu nhưng mà Khải tính nhẹ nó cũng bèo bèo lắm, 5 đến 7 triệu là đai lưng này là bình thường đó. Đai lưng này 5 7 triệu bình thường. Tính ra xét đồ này là 80 chón nè. 80 chón từ đã này, bao tay này, giày này, thấy chưa? Bao tay giày 80 chón này. Và 120 làm chậm, hàng gì ông này cũng trâu bạ cố luôn nè. Trâu kinh hồn. Đúng rồi, làm chậm 120, chón 80. À hết sao 40 được. Anh em thấy không? À, set đồ chắc vãi lên luôn. Chung là nhìn vào set đồ này thì thiệt anh em có mà chơi thì chỉ có ghiền thôi anh em ơi. Tại vì set đồ này anh sắm từ đầu đến giờ khả nghĩ so với từ đầu nha thì cái ạc này bèo lắm mà hơn 100 triệu là có. Đó. Còn nếu so với hiện tại thì khả nghĩ những cái món đồ thì nó tuy nó tụt giá một ít thôi nhưng mà chưa chắc người ta đã bán nữa. Vì những món này món hàng no server tìm không có đâu, tìm không ra đâu. Đó. Còn cái đao này không? Má cái đao quá chắc. Đao này hồi trước là anh thức ngáo trong bang mình mở ra 3 ngày và rao bán cho anh ta mà không biết bán được bao nhiêu. Lúc trước là Thiên Quân Bang xong rồi chơi qua đường môn á nè. Đúng rồi, cái set đồ này của đường môn. Cái nón như cái này của đường môn. Còn ông Đường KK đó là hồi trước là Thiên Quân Bang, đầu tiên là chơi Thiên Quân Bang No 1 server. Xong sau này chuyển qua đường môn. Chơi đường môn xong rồi chán chán sao không biết bán qua cho anh này những món đồ khá đẹp. 120 chậm nha anh em, chứ không phải 120 chậm 80 chón. Chứ không phải anh em nói 40 chón đâu. Đâu. Quá đẹp. Sơ đồ anh Mão luôn ạ. Ok anh em ơi, anh Mão thì Khải vừa làm video trên kênh rồi anh em. Anh Mão Khải vừa làm video trên kênh đó anh em. Anh em thử xem trên kênh nha. Mão Khải vừa làm video trên kênh đó. Người này nó 1 anh em ơi. Anh em biết sao người này nó 1 anh em, vừa rồi Khải bị lắm. Người này ngựa 1000 máu anh em. Tìm không có cái thứ hai đâu. Con ngựa này là đặc biệt của anh em, nó vắng đờ một chỗ là 1000 máu á anh em. Người này nếu thì chắc mua khả nghĩ là hơn 30 triệu ấy. Còn tại vì người thường thường này nó chỉ tầm 20 triệu, khoảng 15-18 triệu quay đầu thôi, không bằng người này được đâu. Nên là khả nói của người này á bèo lắm á, cũng hơn 25-30 triệu. Thấy chưa? Đúng rồi, giày của Hải Lê á, trung lương rồi, trung rồi. Con người này anh em nhìn kỹ lại nha, 1000 máu nha mọi người, chứ không phải người thường nha. Đó, người này người nó một server đúng không? Server chỉ có một con này thôi. Còn những con ngựa mà 500 máu á thì nó rẻ hơn anh em. Người 500 máu nó rẻ hơn. Rồi anh em xem video cao thủ London này thì đừng quên ủng hộ cho anh em này, anh London này một like chia sẻ cũng như ủng hộ video Khải, ủng hộ chơi nha anh em. Một cao thủ thì rất là chắc chơi trò chơi luôn anh em ơi. Rất là chắc luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video rất nhiều nha. Hãy đi sang bot anh em ơi.